Dạo này cứ bị mải mê với cái thời tiết se se lạnh ở ngoài Hà Nội mà quên mất rằng cái lượng follow của mình cũng đến từ những bạn ở trong miền Trung và miền Nam khá nhiều, nơi mà nắng nóng gần như rằng là quanh năm, đặc biệt là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Hôm trước thì mình có được rất nhiều bạn tag vào những cái video ở bên nền tảng TikTok về chai nước hoa Azzaro Dream Extreme này. Thực ra mình đã có một chai này khá là lâu rồi, cũng khoảng tầm hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà tại vì cái thời điểm đấy Hà Nội nó cứ dở ương ương, nó cũng không phải là nóng hẳn, nên là mình cũng không có cảm hứng test em nó lắm. Và trong vài cái buổi live thì cũng có nhiều bạn hỏi, nên là hôm nay mình sẽ làm video về em nó sau khoảng tầm 4 đến 5 ngày test mùi hương này. Và mình chỉ muốn nói một điều rằng mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những lựa chọn đáng để thử ở trong cái phân khúc giá rẻ mùi blue, mùi kiểu mát mẻ dành cho cái thời tiết nắng nóng, đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh. Và cụ thể như thế nào thì xin phép được bắt đầu nhé. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ngay đúng một chai nước hoa với một cái vibe màu blue xanh đậm như thế này. Ở em này thì có màu cũng khá giống với em giò, các bạn nhìn thoáng qua thì thấy rằng là hai em khá là giống nhau. Về cái phiên bản Azzaro Dream mà Trum này thì mình cũng chỉ thử qua bản gốc thôi, và mình nhớ rằng là con này có khá là nhiều những cái flanker khác nhau. Về cơ bản về mùi của cái bản gốc đấy mình đến nay cũng không nhớ lắm. Đó là cái lý do mà các bạn sẽ thấy rằng là thỉnh thoảng mình đăng những cái ảnh về một vài chai nước hoa nào đó, nhưng mà các bạn vào hỏi thì mình bảo là mình chưa thử. Thực ra là không nhớ mùi thì mình sẽ bảo là mình không nhớ, mình chưa thử luôn, chứ mình không muốn kiểu bốc phét làm gì cho nó mệt cả. Em này có một cái thiết kế, các bạn nhìn thôi là biết rằng là nó sẽ là chai nước hoa sử dụng dành cho mùa hè với một cái tông màu blue kiểu mát mẻ, chắc là khoái. Em này thì có thiết kế trông khá là hay ho, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Đấy, trông giống như cái bánh gì nhá, bánh gì có cái nhân ở trong ấy. Tôi cũng không biết là tả cái hình này kiểu gì. Cái nắp này thì là bằng cái nắp nhựa thôi, nhưng mà mình thấy rằng là nó không được khít, mà nó có thể dễ dàng xoay. Cá nhân mình đánh giá về cái thiết kế thì trông kiểu lạ mắt, nó không giống với những cái chai nước hoa designer ở cùng phân khúc với nó. À, nhìn đi, ok, hay. Các bạn có thể mua một vài con của nhà này các bạn bày. Đó, à đây, để tôi test vòi xịt luôn cho các ông nhá. Mặc dù trên người tôi đã xịt nó từ sáng rồi, vòi xịt thì ở mức trung bình, nó tỏa khá rộng, nhưng mà cái lớp xương thì nó không được mịn cho lắm. Nhưng mà đánh giá ở mức đấy thì là ok cho một chai designer rồi, không yêu cầu nhiều. Tiếp tới đó là về phần mùi hương. Thực ra thì mình gần đây không cảm hứng lắm với những cái vibe mùi kiểu blue, kiểu nước aquatic, marine như các thứ, tại vì mình ngửi nó có một cái nét nào đấy cứ na ná nhau. Thí dụ như kiểu con Tommy Bahama Deep Blue cũng là một chai mình đánh giá ổn, nó là một chai giống với Light Blue Intense này. Tại vì chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy là mùa hè có loanh quanh rất nhiều giò aqua của nhà Bulgari rồi, chúng ta có Tommy Bahama, Light Blue các kiểu rồi, rất rất nhiều. Và các bạn sẽ ngửi thấy rằng là ở những chai nước hoa đó thì nó có một cái gì đấy ngửi nó cứ na ná nhau. Nếu mà để mà kiểu xịt thoáng qua hoặc là đã có một vài chai rồi thì cũng không nhất thiết phải mua cái tông mùi đấy, mà mình sẽ có cái xu hướng là trong một năm gần đây mình giới thiệu các bạn những cái vibe nó đặc biệt hơn, như kiểu gừng, citrus các thứ, thì nó sẽ có cái xu hướng kiểu bùng nổ hơn, mạnh mẽ hơn, mà nó không bị trùng với những chai nước hoa mà các bạn đã từng có. Đó là cái lý do mà tại sao mình không làm nhiều những cái chai nước hoa kiểu như thế này. Thì em này nó có một cái điều rất đặc biệt, đó là khi mà các bạn xịt ra ấy, ngay khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi citrus, đặc biệt là mùi của quả cam. Quả cam ở đây nó không phải là một cái quả cam kiểu chín mọng ngọt ngay lập tức, mà cái quả cam ở đây nó có một cái chữ xanh. Cái xanh ở đây là cái quả cam nó chưa chín, nó xanh nhá. Ngoài ra nó có một cái nét xanh mà mình nhận thấy nó như kiểu là những cái lá cây đi kèm vậy. Và cái top nốt này nó cộng hưởng cùng với nhau, cùng với cái mùi cồn lúc mà xịt ra, các bạn nhận thấy một cái mùi rất là fresh. Và cái quả cam này thì mình cảm giác là nó có những cái múi rất là rõ rệt và rất là kiểu mọng nước luôn ở một cái top nốt, khi mà người ta blend một cái mùi kiểu cam xanh kết hợp cùng với những cái nét xanh kiểu của một chút kiểu lá liếc các thứ vào. Mình khá là ấn tượng bởi cái em này ở cái top nốt. Nhưng cái top nốt này nó cũng làm mình nghĩ tới ngay một chai nước hoa, đó là con giò Profondo giò xanh này. Tại vì hôm trước mình có trong một cái buổi live mình có xịt em này, là mình phải lấy giò trắng EDP và cả giò xanh ra để mình test mùi. Nhưng
khi mà em nó ở khoảng tầm 10 đến 15 phút ở trên da thì cái nét kiểu mạnh bạo ban đầu nó trôi bớt qua đi, và các bạn nhận thấy là một cái mùi cam ở đây nó sẽ ngọt ngay lập tức. Và các bạn sẽ nhận thấy thêm một cái điều nữa, đó là mùi của quả bách xù. Ở trong những cái chai nước hoa này thì nó có những cái nốt hương rất đơn giản thôi: cam, bách xù, amber, cashmere. Đó là những cái nốt hương rất đơn giản mà mình có thể dễ dàng đọc và hình dung được ngay cái nốt hương của nó như thế nào nếu như các bạn đã ngửi qua khá là nhiều chai nước hoa rồi. Cái thành phần đến từ quả bách xù ấy, ngoài nó tạo ra một cái mùi hương có chiều sâu, thì các bạn nhận thấy là nó sẽ có một cái chút hơi kiểu gỗ thông nhẹ nhẹ một tí. Và những cái nốt hương này nó trợ cho cái nét cam ở đây trở nên có phần nam tính hơn, chứ nó không bị phần nghiêng nữ. Và cái mùi hương nó khá là sâu, và với mình thì mình thấy là nó trong cái gam màu tối, trung và sáng thì nó thuộc vào hàng kiểu trung tối, chứ nó không phải là một cái gam màu sáng như là con giò trắng EDP hay là kể cả cái phiên bản EDT. Ở khoảng tầm hơn một tiếng ở trên da thì cái mùi hương này nó chuyển hướng từ một quả cam quýt xanh thành một cái quả cam quýt chín múi mọng nước, kết hợp cùng với cái nét gỗ trở nên là một cái mùi khá nam tính. Mình đánh giá là cái mùi hương này nó có sự biến chuyển rất là rõ ràng. Nếu như bạn ngửi nó thường xuyên, bạn sẽ thấy rằng là nó có độ biến chuyển sau khoảng tầm hơn một tiếng ở trên da, và đặc biệt là ở sau khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì mùi hương này gần như là cái nét tươi ở khoảng cuối nó sẽ gần như là biến mất. Ở đây nó có một cái thành phần đó là cashmere. Cashmere này thì được sử dụng ở trong những chai nước hoa có mùi gỗ khá là nhiều, nhưng mà thường nó không được ghi chú vào, tại vì đây là một có những cái bước gọi là đổi mới khi mà gần đây những cái chai nước hoa designer và kể cả nít đã sử dụng cashmere rất là nhiều, đặc biệt là những chai nước hoa có cái tông mùi gỗ. Nhưng mà cái việc mà người ta cho vào thì nó lại là một câu chuyện khác. Thì cashmere ở đây nó làm cho cái mùi hương ở phía sau nó trở thành như kiểu là những cái vỏ của những cái quả cam quýt khi mà đã được vắt hết nước và để lại ở trên bàn, cùng với một chút mùi của gỗ tạo cái cảm giác mềm mại, mịn màng và rất là sạch sẽ. Với cá nhân mình thì mình đánh giá đây là một trong những cái mùi hương có lẽ là dùng một từ đơn giản, đó là thơm, an toàn và sạch sẽ. Nó không quá là wow ngay khi các bạn xịt, tại vì với cái tông mùi blue này thì chắc chắn là các bạn đã xịt rất nhiều. Nếu như mà ai đã từng dùng giò Profundo hay kể cả giò EDT hay EDP hay là Light Blue phiên bản Love in Love này, kể cả Light Blue Intense hay là Aquamarine rồi, thì các bạn nhận xịt em này các bạn nhận thấy cái sự quen thuộc, mà cái sự quen thuộc đấy nó sẽ không khiến các bạn wow lên được. Đấy là cái điều chắc chắn. Là với mình thì mình đánh giá cái mùi hương này nó ở mức đủ về mọi mặt, và nó sẽ có cái xu hướng khá là trẻ trung. Về cái phần độ tuổi và phong cách thì cái mùi hương của Azerothrome Extreme này nó mang tới một cái mùi rất là trẻ trung. Thực sự là nó rất trẻ, mình nghĩ là các bạn tầm 16, 17 tuổi là các bạn hoàn toàn xịt được mùi hương này. Tại vì so nó cái bay ngọt so với giò Profondo ấy, thì em nó lên rõ hơn cái bay ngọt của cam. Cái bay ngọt này nó cũng không phải là một cái bay ngọt sẽ khiến bạn nhức đầu vào những ngày hè nắng nóng đâu nhá. Cái bay ngọt của cam quýt của Trome Extreme này nó rất là dễ chịu, nó có chiều sâu. Và với mình thì cái mùi hương này nó sẽ hợp với những bạn nam kiểu năng động, nhiều năng lượng. Tóm lại là con này nó có cái xu hướng là chắc là kiểu rất là đa dụng. Nó giống như kiểu YSL, YEDP. Nghĩa là các bạn có một cái phong cách kiểu chỉ đơn giản là basic cũng được. Các bạn mặc quần jean này, áo polo, hoặc đơn giản là các bạn mặc những áo phông kiểu basic thôi, chả cần phải có cổ, đi với những chiếc quần kiểu ngố nghĩa thứ, các bạn hoàn toàn có thể xịt mùi hương này. Mình nghĩ là mùi hương này là một trong những cái mùi hương mà các bạn có thể dễ dàng để ở ngay cái mặt đầu của kệ nước hoa của các bạn, để các bạn có thể lấy ra xịt liên tục vào những ngày hè nắng nóng. Nó không quá kén chọn là phải phong cách ra sao, là phải thời điểm như thế nào. Đây là một cái mùi mà các bạn có thể wear được hàng ngày. Tại vì về cơ bản cái tông mùi blue khi mà họ làm ra thì nó sẽ đáp ứng cái vấn đề là thời tiết nhiều hơn. Còn những cái vấn đề khác thì không quan trọng lắm. Các bạn có thể xịt thoải mái. Tóm lại là tầm 16, 15, 16 tuổi đổ ra, và cái thời tiết thì trên 30 độ. Nếu mà mấy hôm lạnh mình cũng có xịt, nhưng mà cái cảm giác cái độ tỏa nó không được tốt lắm. Đấy là cái lý do mà các bạn cần phải xịt em này vào ở trong cái thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, miền Nam hay là miền Trung. Ở
cái nữa rất là quan tâm đó là về độ bám tỏa đúng không? Em này thì với cái thời tiết mình test trong mấy ngày hôm nay nó rơi vào tầm 25 độ, trung bình là khoảng như vậy, thì nó lưu được ở trên da mình khoảng tầm 6 tiếng, loanh quanh tầm đấy, có hôm tốt hơn một xíu là tầm 7 tiếng, đó là những hôm lạnh. Còn về độ tỏa thì nó ở mức nửa cánh tay quay đầu và nó cứ sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu như hôm nào nóng hơn thì các bạn sẽ nhận thấy mùi hương của em nó tỏa khá tốt. Nhưng mà với những hôm mà trời loanh quanh xuống 22 độ thì em này lại khá là hều, hơi buồn. Nhưng mà đây vừa mới xịt xong ở trên da thì cảm giác là chúng ta có thể luôn luôn ngửi thấy mùi hương của em nó. Và chốt lại thì có nên mua hay không? Quan điểm của mình hiện tại theo như giá thì nó loanh quanh khoảng tầm 1,5 củ. Thì ở tầm đấy thì chúng ta có một vài tên như kiểu Missoni Way hay là chúng ta có kiểu giò trắng. Thì đó là những con mà có vẻ cái vai, cái tầng mùi của nó không có chiều sâu bằng Azaro Trim này, hay là mùi kiểu Elganso thì nó lại mạnh mẽ hơn. Bạn thích một cái gì đó mang cái hơi hướng của giò xanh, mang cái hơi hướng của Light Blue, một cái tí hơi hướng kiểu của những con Tommy Bahama bởi mùi Blue, nó có cái nét hơi kiểu cũng có xíu xíu mặn nữa, thì các bạn hoàn toàn có thể mua em này ở cái mức giá. Mình đánh giá đây là một trong những lựa chọn có thể tham khảo vào mùa hè, đặc biệt là trong thời tiết Sài Gòn các bạn chỉ đi làm, đi chơi, hay là các bạn kiểu kìa có chạy Grab ở ngoài trời cũng được, em này nó cũng chả bao giờ khó chịu cả. Thì đây là một chai hoàn toàn có thể mua. Còn với mình thì quan điểm đó là những cái nhóm mùi blue thì nó cũng không thể nào wow được, chỉ đơn giản là các bạn chọn mùi hương nó phù hợp với cái gu mùi của mình và ở cái mức giá tốt nhất, thì mình khuyến khích đây là một cái lựa chọn nên thử, đặc biệt là mới ra mắt nữa nên là cái vấn đề về fake các thứ cũng không có, anh em có thể tham khảo thêm. Còn nếu như ai đã dùng rồi thì xin một feedback ở phía dưới và nhớ like, share cho mình nếu như thấy video hay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.